Vân Anh xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với ba khuôn mặt rất là quen thuộc của chúng ta. Thứ nhất là thầy Vũ Hoàng từ Ban đại diện các trung tâm Việt ngữ miền Nam California, cùng với thầy Nguyễn Văn Khoa cũng từ Ban đại diện các trung tâm Việt ngữ miền Nam California, và bên cạnh đó là thầy Dương Thanh Phong từ trung tâm Việt ngữ Văn Lang San Diego sẽ cùng gửi đến quý vị chi tiết về khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm sắp tới. Trước hết, Vân Anh xin chào ba thầy. Tôi Vũ Hoàng xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài Việt Nam TV và cô Vân Anh và thầy Khoa và thầy Phong. Dạ vâng, tôi Nguyễn Văn Khoa cũng xin được rất là vui được có sự hiện diện của quý thầy, quý cô, trong đó có cô Vân Anh cũng là một cô giáo mà đã tha thiết với lại chương trình tiếng Việt đã rất lâu nay rồi. Và xin được chào thầy Vũ Hoàng, xin được chào thầy Thanh Phong là thầy hiệu trưởng của trường Văn Lang ở vùng dưới San Diego mà có lẽ nhiều quý khán thính giả phụ huynh cũng biết đến. Xin một lần nữa xin được kính chào tất cả quý vị. Tôi là Dương Thanh Phong, tôi xin đại diện cho trung tâm Việt ngữ Văn Lang ở San Diego. Kính chào tất cả quý vị khán giả của đài VNTV và kính chào chị Vân Anh, kính chào thầy Vũ Hoàng và thầy Nguyễn Văn Khoa. Vâng, thưa quý vị, đã hơn 30 năm qua, hàng năm Ban Việt ngữ các trung tâm Việt ngữ miền Nam California đều tổ chức khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm cho tất cả thầy cô giáo dạy Việt ngữ tại hải ngoại. Năm nay vì không thuận tiện để tổ chức tại trường, tuy nhiên ban tổ chức rất là cố gắng để vẫn duy trì khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm qua hình thức online để cho tất cả quý thầy cô, quý vị phụ huynh cũng như là các sinh viên ở khắp nơi có thể tham dự. Thì trước khi đi vào chương trình ngày hôm nay đó, thì chúng tưởng cũng nên nhắc lại, xin thầy Hoàng cũng như là thầy Khoa có thể một cách sơ lược giới thiệu sơ qua về sự hình thành của ban đại diện các trung tâm Việt ngữ miền Nam California, và bên cạnh việc tổ chức khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm hàng năm thì những sinh hoạt thường xuyên của ban đại diện là gì, thưa hai thầy? Vâng, chúng tôi xin được phép được nói sơ qua về cái sự hình thành và phát triển của ban đại diện các trung tâm Việt ngữ Nam California. Đây là một cái tổ chức đã được hình thành rất lâu rồi. Nếu quý vị khán thính giả nghe tới cái khóa tu nghiệp sư phạm kỳ thứ 32 mà mỗi một năm một lần thì mình đã tưởng tượng được là cái thời gian nó dài như thế nào rồi. Có nhiều quý khán thính giả có thể còn trẻ tới mức độ mà có thể khi nghe chúng tôi nói về cái sự hình thành của cái ban đại diện thì có lẽ cái lúc đó có thể một số những bạn trẻ chưa có sanh ra. Thì nói như vậy để thấy rằng đó là một cái nỗ lực rất là lớn của không phải của các thầy cô giáo giảng dạy Việt ngữ không, nhưng mà đó là nỗ lực của cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta hải ngoại, đặc biệt của các thầy cô ở vùng miền Nam California, nơi mà có trên 1.000 các thầy cô tình nguyện làm công việc giảng dạy tiếng Việt cho các em và giúp cho khoảng cỡ 16-17.000 tới 20.000 các em học tiếng Việt. Và cái sự đóng góp ấy cũng đã ảnh hưởng rất lớn cho đến những cái chương trình giảng dạy tiếng Việt ở trong cái hệ thống giáo dục công lập của Hoa Kỳ. Và đến nay thì chúng ta thấy nhiều cái học khu đã có lớp học từ mẫu giáo đi lên tới tiểu học, lên đến trung học và dĩ nhiên trải dài cho các cái sinh hoạt Việt ngữ ở như vùng miền cấp bậc đại học nữa. Đó là một cái khái quát về cái sinh hoạt Việt ngữ ở miền Nam California cũng như là tại cái vùng mà chúng ta đang sống ở đây. Xin bây giờ chắc mời thầy Hoàng để nói tiếp về những cái phần còn lại ạ. Dạ vâng, thưa quý vị, ngoài cái tổ chức cái khóa tu nghiệp sư phạm đó như thầy Khoa vừa trình bày đó thì công việc của chúng tôi nó cũng còn nhiều cái công việc lắm. Trường hợp như là chúng tôi soạn một cái bộ sách giáo khoa Việt ngữ của ban đại diện các trung tâm Việt ngữ, nó gồm có 8 cuốn từ cấp mẫu giáo cho tới cấp 7, và chúng tôi cũng có một bộ sách về Việt sử bằng tranh, nguyên tác là của nhà giáo Bùi Văn Bảo đã để lại cho ban đại diện các trung tâm Việt ngữ. Thì chúng tôi đã hiệu đính trở lại và chúng tôi in vào trong gồm bây giờ là chúng tôi mới in được có 5 cuốn, nghĩa là 10 cái cuốn nhỏ, bây giờ in được 5 cuốn ở trong một cái cuốn bìa láng giấy dày và hình ảnh rất là đẹp. Kế tiếp là chúng tôi hàng năm thì chúng tôi có tổ chức thi chính tả cho các em ở tại các trường ở xung quanh gần đây. Thì mỗi năm thì có khoảng chừng 300-350 em đều tham dự. Rồi các em cũng có còn tham dự về cái đấu sử, đấu vui về sử ở tại hội chợ Tết. Nếu mà hội chợ Tết cái kỳ tới này mở thì là chúng tôi lại tiếp tục.
Chúng tôi cũng có tham gia chung với lại câu lạc bộ Hồng Sứ Việt về cái giải học sinh và sinh viên gương mẫu hàng năm, thì chúng tôi đã tổ chức được, tôi không nhớ không lầm, để như là đã kỳ thứ 5 rồi. Chúng tôi cũng hợp tác với lại cái nhiều đoàn thể và Hồng Sứ Việt để mà soạn cái ba cái cuốn sổ tài chính tả, thì chúng tôi cũng đã phát hành đầy đủ tất cả. Bây giờ chúng tôi cũng đã có đầy đủ tất cả, từ cuốn 1 cho đến cuốn 3 có đầy đủ cả. Ai cũng muốn mua thì cứ liên lạc với lại giáo sư Huế. Ngoài ra thì chúng tôi còn tổ chức được 4 lần hội nghị thống nhất cách viết kinh tả. Thứ nhất là tại Đại học Coastline Community College Garden Grove, thứ hai là tại văn phòng của ban đại diện, thứ ba là tại trường Văn Lang ở dưới San Diego, thứ tư là bên Houston. Cái hội nghị thứ năm là chúng tôi dự định đi, đó là bên Norway, đó, bên Oslo đó. Thì không may cho chúng tôi là vé thì đã mua tất cả, tôi, thầy Khoa và có gần 20 người đã mua vé tất cả rồi, đến giờ này tôi vẫn chưa có được nhận tiền trở lại nữa. Thầy coi như là chắc là xù luôn rồi. Và cái đó là cái hội nghị thứ năm mà chúng tôi dự định nhưng mà không thể đi được vì Covid, thì chúng tôi không đi được, thành thử đã đành hủy bỏ. Có lẽ trong tương lai chúng tôi sẽ tiếp tục. Ngoài ra thì chúng tôi cũng còn hợp vào lại các nhiều đoàn thể khác để mà ở trong một cái tổ chức mới, đó là Viện Nghiên cứu Lịch sử Văn hóa Việt Nam tại hải ngoại. Thì đó là những cái chương trình mà chúng tôi còn đang tham dự. Và có một cái nữa là về cái tổ chức trung thu cho các em đó, thì chúng tôi đã tổ chức được 10 lần trung thu cho các người khuyết tật, thì 10 năm liên tiếp thì chúng tôi đã tổ chức được cho các em khuyết tật ở Westminster. Và nếu mà trong tương lai thì nếu có cơ hội thì chúng tôi vẫn tiếp tục được đóng góp một phần nào để cho cộng đồng, nhất là cho những cái người bản xứ ở không được may mắn như các em khác. Cảm ơn tất cả quý vị. Yeah. Bây giờ chúng ta đi vào chi tiết của khóa tốt nghiệp sư phạm năm nay online kỳ thứ 32. Thì bên anh xin mời thầy Khoa, thầy Hoàng và thầy Phong sẽ cùng gửi đến cho quý vị chi tiết về chương trình, về phần kỹ thuật, về phần nội dung. Và bên anh biết rằng cho dù online nhưng mà có những tiết mục rất là đặc biệt. Yeah. Thì bên anh dành tất cả thời gian cho thầy Hoàng, thầy Khoa và thầy Phong. Dạ, yeah, xin mời. Vâng, thưa quý khán thính giả, phải nói rằng đây cái lần đầu tiên mà anh em chúng tôi có cơ hội được thưa chuyện với quý khán thính giả qua hệ thống truyền hình Việt Nam Television ở vùng San Diego. Và chúng tôi cũng có một cái dịp để mà trình bày về một cái chương trình tu nghiệp sư phạm rất là đặc biệt, mà qua 31 cái lần mà tu nghiệp sư phạm rồi, đây là lần thứ 32 chúng tôi sẽ có cái dịp tổ chức lần đầu tiên gọi là trên online, tức là trực tuyến từ ở như quý khán giả ở như các nơi có thể tham dự được. Nếu quý khán giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi ở đây, bất cứ nơi nào mà có, quý vị có thể dùng cái hệ thống Facebook, YouTube hoặc Twitter hoặc là những cái phương tiện social media đều có thể theo dõi được cái chương trình tu nghiệp sư phạm này. Tuy nhiên đối với những thầy cô mà có ghi danh nữa thì lúc đó mới thể vô lớp học được. Còn ngoài ra chúng tôi chỉ có những cái lớp mở ra rộng rãi cho các cái cơ quan truyền thông khác ở những cái khóa, cái phần đầu tức là phần khai mạc và phần bế mạc tức là sáng chủ nhật và chiều thứ bảy mà thôi. Còn tất cả những lớp học thì đều phải ghi danh, tức là phải có ghi tên, ghi tuổi rồi chúng tôi mới cung cấp cho cái link để mà nối kết với lại cái nơi mà chúng tôi tổ chức. Thì năm nay chúng tôi dự tính tổ chức tại đài của cái hí viện lớn của đài SBTN ở như miền Nam California, hay nói đúng hơn là ở Garden Grove thuộc về thành phố vùng Little Sài Gòn đó. Thì đây là một cái chương trình hết sức là đặc biệt, mà nếu quý khán giả không nhất thiết là phải ở vùng Nam California, không nhất thiết là phải ở Hoa Kỳ, mà bất cứ quý vị nào theo dõi chương trình này mà muốn tham dự đều cũng có thể tham dự được, ngay kể cả ở Việt Nam, ở như Úc Châu, ở như Âu Châu hoặc Á Châu, bất cứ nơi nào chúng ta đều có thể tham dự được. Đây là lần đầu tiên mà chúng tôi cũng đưa cái chương trình này ra nhân cái dịp mà gọi là cái nạn mà Covid-19 đó, nó làm cho chúng ta cũng khó khăn. Nhưng mà cũng chính bởi cái khó khăn chúng ta lại nghĩ ra một cái phương cách khác mà nối kết với anh em cũng thầy cô giáo ở những các nơi để tìm hiểu về cái chương trình đặc biệt huấn luyện
và tốt nghiệp sư phạm kỳ thứ 32 của Ban đại diện các trung tâm Việt ngữ Nam California tổ chức. Riêng năm nay thì chúng tôi lại có một cái may mắn được trường Việt ngữ Văn Lang ở San Diego của thầy Dương Thanh Phong hiện nay là hiệu trưởng cùng tham dự với chúng tôi. Và thầy thời gian vừa qua thầy cũng có tổ chức một cái khóa gọi là dạy học online cho trường của thầy và cũng rất thành công. Thì thầy cũng có một số những kinh nghiệm. Thành ra những thầy cô nào mà muốn mở một cái trường mà dạy tiếng Việt online đó, trực tuyến đó, thì quý vị cũng có thể theo dõi và ghi danh cái lớp đặc biệt của thầy Phong. Thì bây giờ có lẽ để cho nó hấp dẫn một chút xíu, chúng tôi muốn mời thầy Thanh Phong có thể trình bày cái đề tài mà thầy sẽ trình bày đến cho quý các thầy cô trong cái khóa mà huấn luyện tu nghiệp sư phạm năm nay. Xin mời thầy Thanh Phong ạ. Cảm ơn thầy Khoa. Thì như thầy cũng trình bày đó, thì cái khóa tu nghiệp sư phạm năm nay đó cũng là cái khóa mà rất là đặc biệt trong cái lịch sử của các của ban đại diện các trung tâm Việt ngữ, là lần đầu tiên mà chúng ta tổ chức online. Thì trường Văn Lang cũng vậy, tức là hồi tháng 3 năm ngoái đó, thì như quý vị cũng biết đó, là tất cả những trường học, tất cả những cơ sở ở Cali đều phải đóng cửa vì cái bệnh dịch COVID-19 đó. Thì Văn Lang cũng không phải là ngoại lệ, cho nên chúng tôi cũng phải đóng cửa vào tháng 3. Rồi đến khoảng tháng 7, tháng 8 đó, thì bệnh dịch nó vẫn còn tiếp diễn. Thì chúng tôi rất là băn khoăn mà rất là trăn trở là không biết là làm sao mà chúng tôi có thể tiếp tục dạy các em nữa. Mà quý vị cũng biết là cái học Việt ngữ đó, học tiếng Việt bắt buộc chúng ta phải học một cách liên tục. Vì các em còn nhỏ mà nếu mà để một cái thời gian quá lâu đó thì có thể các em quên đi. Thì đúng là lúc đó thì thật sự là gặp rất là nhiều khó khăn, quý vị phải nói là không biết là cái bệnh dịch nó kéo dài đến lúc nào, mà không biết Cali sẽ đóng cửa đến lúc nào, mà bây giờ mà chúng ta nói là bây giờ chúng ta phải chờ nữa đó, thì không biết chờ đến lúc nào. Rồi chúng tôi chưa bao giờ dạy tiếng Việt online hết, thì không biết dạy có hiệu quả hay không. Rồi không biết thầy cô có muốn dạy tiếng Việt tiếp tục online hay không, là không biết học sinh có muốn học không nữa, tại vì cái đại dịch này nó ảnh hưởng tới tất cả những gia đình mà tất cả những xã hội, chẳng những cá nhân. Cho nên lúc đó thật là phải nói là rất là hoang mang. Rồi cũng không biết cách dạy làm sao á, tại vì cũng chưa bao giờ, thật sự mà nói là chưa bao giờ mà phải biết cách dạy online. Rồi rất là nhiều thầy cô không rành về những cái kỹ thuật computer hay là cách sử dụng Zoom. Bây giờ một năm sau thì có thể nói là chúng ta quá quen thuộc với cách dùng Zoom, tại vì bây giờ ai gặp nhau cũng có những cái buổi họp trên Zoom. Nhưng mà nếu mà quý vị nhớ lại khoảng một năm về trước đó, rất là mới mẻ. Rồi chúng tôi gặp một cái khó khăn nữa là không có đủ thầy cô để giảng dạy, nếu mà không phải tất cả mọi người đều trở về giảng dạy hết, cho nên rất là nhiều khó khăn. Nhưng mà cái gì khó khăn nào nó cũng có cái bước đầu. Thì cái bước đầu chúng tôi chuẩn bị có một số chúng tôi việc chúng ta phải chuẩn bị. Thì khi mà quý vị vào cái ghi danh cái chương trình tu nghiệp sư phạm năm nay đó, nó sẽ có hai cái lớp học. Thứ nhất đó là làm sao mà điều hành cái trường học Việt ngữ online, thì đó là một lớp. Và cái thứ nhì nữa đó là làm sao để dạy học dạy tiếng Việt, đặc biệt là dạy tiếng Việt, dạy một cái sinh ngữ, dạy một cái ngôn ngữ, làm sao mà dạy online nó có hiệu quả cho các em. Thì chúng tôi có những cái kỹ thuật, chúng tôi có những cái cách mà chúng tôi cũng học hỏi từ kinh nghiệm từ người này người khác. Nhưng mà trong vòng một năm qua dạy online thì chúng tôi thấy rất là thành công. Và Văn Lang là hình như thưa thầy Hoàng, thì qua hình như là Cali, Nam Cali mình hình như chỉ có ba trường mở cửa lại vào năm ngoái, đó là Văn Lang là một, và trên quận Cam thì có trường Việt ngữ Tustin của cô Hứa Trần Kim, và hình như là trường Việt ngữ Hồng Bàng cũng mở cửa. Thì chỉ có hình như là có ba trường Việt ngữ mở cửa trở lại. Thì khi mà quý vị ghi danh vào cái lớp, hai cái lớp mà khóa tu nghiệp sư phạm năm nay đó, thì chúng tôi sẽ trình bày rất là kỹ càng những cái khó khăn nào mà chúng ta phải vượt qua, và những cái cách nào mà
huấn luyện thầy cô làm sao để quen với cái kỹ thuật dạy online. Và tôi nghĩ là ngay cả khi mà tháng 9 này đó, khi mà trường học có thể, phần đông những trường Việt ngữ có thể là trở lại học bình thường, để Văn Lan cũng vậy, nhưng mà những cái mà kỹ thuật mà chúng ta học được từ cái cách dạy online, cách dùng computer làm sao, cách soạn bài làm sao, nó cũng rất là hữu ích. Mặc dù khi mà chúng ta trở lại dạy trường, tôi lấy như một cái thí dụ đơn giản như là dùng cái Google Classroom chẳng hạn, thầy cô có thể soạn bài, soạn giáo án trên đó, và khi mà các em nộp bài đó thì nó tự động nó chấm điểm cho mình hết, rồi nó tự động nó gửi kết quả về cho các em hết. Và tới cuối năm đó, hồi xưa thầy cô phải ngồi cộng điểm vô, rồi tính ra chia trung bình, rồi quiz, rồi midterm, rồi final, thì bây giờ những cái software nó làm cho mình hết, nó tự động nó làm cho mình hết. Mình chỉ là các em thi final, các em nộp bài, submit bài vô, final vô online thì tự động nó chấm điểm cho mình hết, và nó có cái kết quả, nó list hết các cái điểm các em, và mình biết các em nào giỏi dở. Rất là những cái kỹ thuật đó không những giúp cho thầy cô dạy online, mà sau này tôi nghĩ là thầy cô dạy trở lại trường cũng giúp cho thầy cô rất là nhiều. Thì đề tài của năm nay đó là sự tiếp tay của các trung tâm Việt ngữ vào dòng chính, nghĩa là chúng tôi muốn chú trọng đến cái việc đưa cái tiếng Việt vào dòng chính, mà chúng tôi cách đây đã 10 năm chúng tôi cũng đã phải vận động rất là nhiều. Thành thử ra đến cách đây chừng 3 năm thì cái công việc nó đã trở thành sự thật, là cái giấc mơ của chúng tôi cũng đã trở thành sự thật, là tất cả, không hết là tất cả các, hầu hết là học khu Garden Grove ở đây đó, Westminster đó, thì đã có những cái lớp để mà họ dạy tiếng Việt cho con em của chúng ta, nó gọi là dual language, nghĩa là nó dạy song song hai cả tiếng Việt và cả tiếng Anh. Và từ lớp mẫu giáo thì bây giờ bên học khu Westminster, học khu Garden Grove và ở bên học khu Anaheim thì bậc trung học thì cũng đã có một cái lớp như vậy rồi. Và trường hợp như là tôi biết là bên Boston cũng đã có liên lạc với chúng tôi để mà họ mở một cái lớp như vậy. Và có nhiều chỗ khác nữa, bên Houston, bên Seattle, bên Oregon cũng đều đã có những cái lớp mà dual language, nghĩa là hai song ngữ để dạy cho con em của chúng ta. Đề tài của chúng ta năm nay có 20 đề tài để cho các thầy cô lựa chọn, 5 trong 20 đề tài. Tối đa các thầy cô có thể chọn được là 5 đề tài mà thôi. Thành thử ra các thầy cô cố gắng ghi danh sớm. Và cái việc ghi danh năm nay thì không giống như ghi danh năm vừa rồi. Ghi danh năm nay thì chúng tôi sẽ gửi cho các thầy cô một cái form online để các thầy cô điền vào đó. Sau khi các thầy cô điền tên tuổi rồi trường rồi chọn các môn học rồi, đã các thầy cô ở dưới cùng đó có một cái chữ submit, thì các thầy cô nhấn vào cái chữ submit đó thì tự động cái application, cái đơn của quý vị đó sẽ gửi về cho ban tổ chức, rồi ban tổ chức chúng tôi gửi về cho cái ban ban hành chánh để họ phân chia ra những cái lớp nào trong cái 5 lớp mà các thầy cô chọn đó, thì chúng tôi phải phân chia ra người nào học ở lớp nào. Và đến ngày trước cái ngày mà các thầy cô vào học đó thì chúng ta sẽ gửi cho các thầy cô một cái link ID, Zoom ID đó, để mà các thầy cô khi mà các thầy cô tới giờ các thầy cô thì chúng chỉ cần mở cái Zoom đó lên, mở ID đó lên và chúng thầy cô click vào đó thì chúng tự động các thầy cô sẽ vào cái lớp của mình được chọn. Cái đó là cái cách để mà ghi danh năm nay. Thì thử ra tôi muốn nói thêm về cái học phí đó là $20 cho các thầy cô. Về vấn đề mà đóng 20 đồng đó thì các thầy cô có thể trả tiền bằng hai cách. Thứ nhất là trả vào cả Zelle. Nếu mà quý thầy cô mà có dùng Zelle được, hầu hết các nhà băng ở đây nó đều dùng Zelle để trả tiền, thì các thầy cô trả vào cho cái số cái địa chỉ của account của ban đại diện, đó là 714-881-9294, 714-881-9294. Các thầy cô trả cho cái vào cái địa chỉ, cái số phone đó thì nó sẽ vào cái account của ban đại diện, thì chúng tôi sẽ nhận được, nó báo cho chúng tôi biết là thầy A, thầy B đã đóng 20 đồng để cho khóa tiếng Anh sư phạm, thì chúng tôi sẽ gửi lại cho các thầy cô cái confirm là chúng tôi đã nhận được số tiền của các thầy cô. Và chúng tôi cũng xin được thưa với tất cả quý khán thính giả, đặc biệt đối với các bạn thanh niên sinh viên, đối với các phụ huynh và đặc biệt những thầy cô giáo mà đã trước đây đã trong cái ngành giáo dục mà bây giờ muốn tha thiết trở lại để mà duy trì cái ngôn ngữ văn hóa Việt Nam của chúng ta, thì hãy mạnh dạn
tham dự cái khóa huấn luyện tu nghiệp sư phạm đặc biệt này. Quý vị không cần phải lên máy bay để book vé qua miền Nam California. Quý vị không cần phải lái xe ở 5-7 tiếng đồng hồ từ Bắc Nam California hay là vùng San Diego để xuống cái đây. Nếu quý vị đến cũng được nữa thì chúng tôi sẽ cho quý vị cái địa chỉ ở đài SBTN để cùng tham dự với chúng tôi để tham dự cái khóa khai mạc và đồng thời ngồi tại đó để mà mở màn ảnh riêng của mình ra, laptop riêng của mình ra để theo dõi những cái giờ học mình đã ghi danh cũng được nữa, và tham dự những cái bữa cơm trưa, buổi trưa chủ nhật cũng như là trưa chủ nhật và chiều thứ bảy nữa cũng được nữa. Thì tất cả những cái chỉ gói gọn 20 đồng mà thôi. Và cũng có cấp cho một cái chứng chỉ tốt nghiệp. Cái chứng chỉ tốt nghiệp này là thì chúng tôi sẽ gửi thẳng về cái địa chỉ của quý vị tại nhà. Và hy vọng năm tới nếu mà tổ chức online nữa thì chúng tôi cũng sẽ mời cô đã tiến sĩ Natalie Trần, tức là giám đốc của cái chương trình gọi là đào tạo tất cả các thầy cô giáo chuyên nghiệp về giảng dạy tiếng Việt cũng như là văn hóa ở như cấp đại học đó, để mà có cái bằng chuyên môn để giảng dạy tại các trường trung đại học, đã trung tiểu học và đại học nữa, thì sẽ cấp một cái chứng nhận để có thể credit làm cái tín chỉ cho những sinh viên cũng như là các thầy cô giáo mà đang giảng dạy tại các cái trường trung tiểu học tiếng Việt, để có thể có dựa vào đó để có thể tăng cái lợi nhuận về vấn đề lương lậu cho mình nữa. Và năm nay như vừa rồi thầy Hoàng cũng nói là chúng tôi chú trọng đến cái chủ đề là hướng đến để mà hỗ trợ cho các cái thầy cô giảng dạy tiếng Việt ở trong dòng chính, và mục đích của chúng tôi là đưa cái tiếng Việt nó sâu rộng hơn nữa vào trong cái dòng chính. Đó là cái mục tiêu cuối cùng. Và năm nay chúng tôi có cái sự tham dự rất đông đảo của các thầy cô hiện nay đang giảng dạy tiếng Việt tại hệ thống giáo dục công lập của Hoa Kỳ. Thì mong rằng đây là cái lời kêu gọi, chúng tôi mong tất cả những vị mà nghe cái buổi nói chuyện của chúng tôi ngày hôm nay xin mạnh dạn ghi danh để tham dự. Phải nhớ rằng tiếng Việt còn thì người Việt còn, như câu quý vị có thấy ở phía trên đó, tiếng Việt còn, người Việt còn. Và tiếng Việt của chúng ta không phải chỉ là một cái quốc gia nhỏ bé, mà so với cái ngôn ngữ trên thế giới là đứng thứ 16 trên thế giới về cái số lượng người dùng cái ngôn ngữ đó. Và nếu mà nói mà là nước Việt của chúng ta là một nước nhược tiểu thì cái điều đó không hoàn toàn đúng, mà chúng ta phải có một cái suy nghĩ khác hơn, mạnh mẽ hơn. Và người Việt chúng ta không phải là một cái tập thể nhỏ bé, mà là một cái dân tộc hết sức là mạnh mẽ và có một cái truyền thống đấu tranh yêu nước rất là mạnh mẽ. Và nhớ rằng khi mà chúng ta giữ được cái ngôn ngữ Việt Nam của chúng ta thì chúng ta giữ được đất nước. Có thể bây giờ đất nước chúng ta không hoàn toàn 100% được như chúng ta mong đợi, nhưng mà rồi về lâu về dài, nếu chúng ta nuôi dưỡng được cái tinh thần, cái ngôn ngữ cho con em của chúng ta thì mọi sự sẽ tốt đẹp. Chúng tôi một lần nữa xin được kêu gọi tất cả quý vị theo dõi chương trình này hãy mạnh dạn ghi danh tham dự khóa huấn luyện tu nghiệp sư phạm năm nay. Một cái sự tham dự chỉ trong vòng 2 ngày mất 20 đồng có thể thay đổi được cái suy nghĩ của quý vị và sẽ tác động mạnh mẽ đến cho con em của chúng ta. Một lần nữa cá nhân tôi xin được Nguyễn Văn Khoa xin được cảm ơn quý thầy quý cô và xin mời thầy Vũ Hoàng cũng như là thầy Thanh Phong ạ. Dạ vâng, ngày xưa các thầy cô ở xa đó thì chỉ có chừng vài ba người để đến ngày Little Shore này tham dự. Ngày nay các thầy cô không phải đi đâu hết, không phải mua máy bay, không phải ở hotel gì cả. Chỉ có 20 đồng thôi mà toàn trường. Các thầy cô muốn vào đi học cả toàn trường có thể là tham dự được. Thì đó là chúng tôi mời gọi tất cả các thầy cô, không có tốn tiền nhiều lắm, chỉ có 20 đồng thôi. Thì mời tất cả các thầy cô cùng vào tham dự với chúng tôi khóa học của tháng 8, hôm nay là ngày 7 và ngày 8 tháng 8 năm nay. Xin trân trọng kính mời. Em mời thầy Phong. Yeah, tôi cũng xin tiếp lời với thầy Hoàng, đó là kính thưa quý vị là đó là cái lợi điểm mà chúng ta học online như là cái năm vừa rồi đó. Văn Lan có những học sinh đến từ Canada cũng có, mà đến rất là đông đảo, đến từ khắp nơi ở trên nước Mỹ, không phải ở San Diego, không phải ở Cali, mà đến từ những tiểu bang xa xôi như là bên Minnesota, bên Texas, bên South Carolina. Thì cái đó là chúng tôi thấy là bây giờ những cái khóa học online nó không còn cái giới hạn về cái không gian và cái thời gian nữa. Thì cũng tiếp lời thầy Khoa là tiếng Việt còn thì người Việt còn, thì chúng tôi cũng xin muốn nói là khi nào mà chúng ta vẫn còn có những con em chúng ta muốn học tiếng Việt thì chúng tôi là cái những người mà giảng dạy tiếng Việt thì chúng tôi vẫn còn để sẵn sàng để trao dồi những cái kiến thức và những cái văn hóa Việt Nam cho tất cả những cái thế hệ đàn em của chúng ta.
Xin chào và quý vị. Dạ vâng, cảm ơn thầy Hoàng, cảm ơn thầy Khoa và cảm ơn thầy Phong, cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Và một lần nữa hẹn gặp tất cả quý vị phụ huynh và các thầy cô của các trung tâm Việt ngữ và các bạn sinh viên cũng như là các thanh thiếu niên trong khóa huấn luyện và tu nghiệp sư phạm kỳ thứ 32 sẽ được tổ chức vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật 7 tháng 8 năm 2021. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn và xin thân ái chào tạm biệt.